Tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000 ạ. Các bác lấy vật tư như là vỏ thông này, phân thuốc cũng như là chậu mốc đủ 200.000 em sẽ bao ship. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác một chút về hoa lan cũng như là về vật tư. Đấy, hoa lan thì em còn một chút thôi. Nay em giới thiệu với các bác về vàng cánh bầu Hải Phòng ạ. Vàng cánh bầu Hải Phòng hiện tại em còn có 3 chậu. Đây, chậu này gồm có một mẹ một con to này, thành hai thân rồi đấy ạ. Cái này là 50.000 các bạn. Đấy, khóm này có 50.000 này. Đấy, chậu này là 100.000, cũng là vàng cánh bầu Hải Phòng. Chậu này thì gồm có một mẹ này, một con to này với cả hai thân. Hai thân này. Khá là già. Đấy, cả khóm như thế này đã, cả khóm như thế này là 100.000 này. Vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây, em còn có chậu này nữa, chậu này cũng là 100.000, cũng là cả khóm luôn. Cũng là cả một khóm luôn ạ. Vàng cánh bầu Hải Phòng thì các bác mang về trồng chơi hoa cũng được, tại vì cái dòng này thì giá cả của nó cũng rất là phải chăng, tại vì nó phát hiện rất là lâu rồi. Nó thuộc dòng lô hội cho nên là thân thủ của nó cũng bé thôi. Đấy là vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng thì em còn có 3 chậu này. Đây là vị hoàng ạ. Tiếp theo là vị hoàng thì em còn có khóm này các bạn. Khóm này gồm có 3 thân. 3 thân gồm có một có chút lỗi lá ở đây này. Có lỗi lá các bạn. Khóm này thân bé lắm, thân bé để các bác sưu tầm làm giống thôi. Bản lá của nó được tầm hơn 2 cm một chút. Tầm 2,5 cm. Đấy, khóm này gồm có 3 thân. Ở đây ạ, khóm này là 150.000 các bạn. Đây, khóm vị hoàng 3 thân này là 150.000. Tiếp theo là semi lưỡi hồng ạ. Semi lưỡi hồng thì đây là dòng kiếm thái. Dòng kiếm thái thì em còn có khóm này 100.000. Gồm có một thân tơ này này, một con tơ này với cả 3 thân già này. Đấy, cả khóm này ạ, cả khóm này có 100.000 thôi. Đấy là semi ạ, semi lưỡi hồng. Đấy ạ, tiếp theo cái dòng gieo hạt thì nhà em vẫn còn một ít các bạn. Đang kiếm gieo hạt thì nhà em vẫn còn một chút. Thì 10.000 một cây, đang kiếm gieo hạt là 10.000 một cây. 10.000 một khóm. Có nghĩa 10.000 là cả khóm luôn ạ. Đấy. Đấy là hàng gieo hạt các bạn. Đấy, hoa lan thì em cũng còn một chút ít vậy thôi. Còn về vật tư thì nhà em vẫn có đầy đủ các bạn. Vật tư thì nhà em vẫn có đầy đủ tất cả những cái mẫu chậu cũng như là mẫu chậu sen này, mẫu chậu bí này, mẫu chậu nhựa. Mẫu chậu sen này đều là nhựa HD các bạn. Mẫu chậu sen, mẫu chậu bí nhựa HD và mẫu chậu nan thẳng nhựa HD. Đây là mẫu chậu bí này. Còn đây là mẫu chậu sen. Mẫu chậu sen và mẫu chậu bí thì mẫu chậu sen thì giá cả của nó có cao hơn một chút và cái này thì nó có kèm nan phụ. Mẫu chậu sen em đang cầm trên tay là phi 20. Đấy, giá của nó là 10.000 ạ. Còn phi 25 là 13.000. Là phi 30 ạ, phi 30 to nhất. Phi 30 thì nó là 20.000 ạ. Còn mẫu chậu bí các bạn, mẫu chậu bí thì giá cả của nó là 10.000, 12.000 và 16.000. Đấy là mẫu chậu bí. Mẫu chậu ít lỗ. Mẫu chậu ít lỗ, chậu nhựa đen này thì nhà em có phi 14 này. Phi 14, 16, 18 em đang hết và 21 thì em cũng đang hết rồi. Thì nhà em chỉ còn có phi 14, 16. Cái chậu này thì là 1.500. Còn phi 16 là 2.000. Đấy, cái này thì rất là phù hợp để các bác ươm những cái kia nhỏ này. Nó đỡ tốn giá thể với cả nó không chớn nhiều diện tích. Đấy. Đây là chậu phi 14 này. Còn chậu 16. Mẫu chậu nhiều lỗ ạ. Mẫu chậu nhiều lỗ thì nhà em vẫn có từ phi 17, 19 và 21. Thì đều em đều còn vẫn còn có đủ. Giá của nó là 2.000, 2.500 và 3.000. Đấy, đấy là mẫu chậu. Phân dê ạ. Phân dê thì là 15.000 một cân. Đấy, phân dê 15.000 một cân. Còn phân trâu thì là 18.000. Phân trâu thì nó... mình làm nó cầu kỳ hơn và nó mất rất là nhiều thời gian cho nên là giá cả của nó có cao hơn một chút. Còn về vật tư này, vật tư phân thuốc này thì mùa này thì em có phân bón gốc. Phân bón gốc thì nhà em có Zinan. Phân bón gốc thì em có phân trắng Nhật ạ. Đây là phân trắng Nhật. Phân trắng Nhật thì là
220.000 một cân. Các bác lấy bao nhiêu lạng thì em sẽ đong bấy nhiêu lạng. Còn phân Zinan này cho cây ra hoa thì chỉ số của nó là 12-12-20, hoặc là cho cây trưởng thành 22-10-10. Vậy đây là phân bón gốc. Còn bón lá thì em có sản phẩm của Growmore, có đây 6-30-30 này. 6-30-30, cái này là 25.000 ạ. Còn 20 đều, 20 đều thì là 20 đều thì là nhà em đang hết. Còn cái 30-10-10 thì vẫn cũng là 25.000. Humic ạ. Humic thì là humic acid 35.000 này. Dưỡng chất AB 70 ạ. B1 thái thì là 25.000 lọ 100ml. Còn lọ 1 lít là 140. Còn B1 của Growmore thì là 35.000. Kích rễ Biorot ạ. Biorot này 45.000 lọ 50ml. Cái này là hàng tách chiết các bạn ạ. Chế phẩm Hùng Nguyễn 6-1 là 25.000 này. Còn phân hữu cơ thì nhà em có Ben. Ben hộp ạ. Ben hộp 1 cân 55.000 ạ. Còn Ben bao 10 cân 470. Bao này bao 10 cân. Các bác dùng nhiều thì có thể chọn Ben bao này. Còn Ben bao mình có thể vừa để bón lót này, hoặc là vừa để giải mặt. Chicho Đờ Ma, Chicho Đờ Ma thì gói 1 lạng này là 10.000. Còn gói 1 cân thì là 40.000. Nano bạc là 35 các bạn, nano bạc là 35. Đấy. Antonic này. Antonic này là dạng gói. Cái này là 70.000 một hộp 10 gói. Antonic là thuốc điều, nó là thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng. Cái dùng cái này cũng rất là hiệu quả các bạn. Đấy. Ngoài ra em có siêu lân đỏ này, mùa này em có siêu lân đỏ này. Siêu lân đỏ là 25.000, lọ 100ml, đây là dạng nước. Đấy, có nghĩa là phân thuốc thì hầu như em có khá là đầy đủ này. Super Maze canxi kali 25.000 một lọ 100g. Đấy. Vâng. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái vật tư hoặc phân thuốc nào thì các bác có thể liên hệ thì em sẽ báo giá cụ thể hơn, hoặc là các bác có thể nhắn tin cho em. Em cảm ơn tất cả các bác.